Rồi, bắt đầu nha. Tìm tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác nhớ là chúng ta đang làm toán trong cái hình OXYZ nha, chứ là trong không gian ba chiều đó. Trong không gian ba chiều thì mỗi một điểm là nó có ba thành phần: hoành độ, tung độ, cao độ. Vậy cho nên mình phải có ba phương trình đó, mình phải có ba phương trình mới làm được. Nhưng mà những cái điểm mà mình nói ở đây đó là những điểm trong tam giác. Cụ thể cái điểm đặc biệt mà thầy nói tới đó chính là trọng tâm này, đó chính là trực tâm này, đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp. Cái điểm dễ nhất là cái điểm trọng tâm. Trọng tâm giao điểm ba đường trung tuyến. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì ta có ngay tọa độ điểm G đúng không? XG sẽ lấy XA cộng XB cộng XC chia 3. YG cũng vậy. Trọng tâm thì nó dễ. Bây giờ điểm thứ hai là trực tâm. Trực tâm là giao điểm của ba đường cao, nhưng mà ta chỉ cần vẽ hai đường là được rồi. Như nãy thầy nói rồi, cần phải có ba phương trình. Bây giờ làm sao thiết lập ra ba phương trình coi. Với H là trực tâm của tam giác ABC, vì nó là giao điểm của ba đường cao cho nên ta sẽ có là hai cái đường này vuông góc này. Vậy phương trình thứ nhất là vector, ví dụ đây AH vuông góc vector gì? BC, tức là AH nhân BC bằng không. Rồi, một phương trình. Phương trình thứ hai BH nhân AC bằng 0, hai phương trình. Phương trình thứ ba, đó sẽ có đứa nói là CH nhân AB bằng 0. Nếu mà em thiết lập ba phương trình đó thì khi các em bấm máy để giải ra tọa độ điểm H thì nó sẽ, nói chung là máy nó sẽ hiện ra là không giải được hoặc là vô nghiệm. Bởi vì sao? Hai cái điều kiện này đã đủ để khiến cho CH vuông góc với AB rồi. Tức là ta chỉ cần hai điều kiện thôi là cái điều kiện thứ ba chắc chắn nó thỏa.
Cho nên không thể lấy cái phương trình thứ ba là CH cung cấp với AB được. Nói lại, có nghĩa là ba điều kiện AH vuông góc BC, BH vuông góc AC và CH vuông góc AB. Em sử dụng hai trong ba điều kiện đó thì chắc chắn cái điều kiện thứ ba nó cũng sẽ thỏa. Cho nên trong ba điều kiện đó mình chỉ dùng được hai thôi. Vậy còn điều kiện thứ ba đâu để mình giải ra được điểm H? Bởi vì mình phải có ba phương trình lận. Thì đây là trực tâm của tam giác, là cái điểm nằm trong mặt phẳng ABC. Đó chính là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba, H thuộc mặt phẳng ABC. Và ta đi thiết lập phương trình mặt phẳng ABC ra, H thuộc vào đó, vậy ta có được phương trình thứ ba. Kết hợp với đây hai phương trình nữa, chúng ta giải ra. Rồi, để ví dụ đi chứ không là quên mất. Ví dụ, tìm tọa độ điểm H là trực tâm của tam giác ABC với điểm A 1, 3, điểm B 1, 0, điểm C 2, 2. Rồi theo phương pháp làm thử coi. Rồi sửa lại, với điểm A bỏ ba cái điểm kia đi, rồi chúng ta gọi H tọa độ x y z là trực tâm của tam giác ABC. Vậy ta sẽ có ba điều kiện: AH vuông góc BC, nghĩa là nhân với BC bằng 0. Chúng ta có thể vẽ một cái hình lại giống như kia nha. Rồi BH vuông góc AC, tức là BH nhân với AC bằng 0. Và cuối cùng là điểm H thuộc vào mặt phẳng ABC. Ba phương trình. Chúng ta đi tính riêng từng vector này. Tính vector AH này. Lấy H trừ A. Rồi vector BC, lấy C trừ B, trừ 1, trừ 2, trừ 1. Tiếp tục vector BH, lấy H trừ B, X, vector AC, lấy C trừ A, trừ 2, 1, 1.
Như vậy phương trình 1 tương đương này. Hai vector nhân nhau, hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, cộng cao nhân cao bằng 0. Và chúng ta thu gọn đi. Trừ x, trừ 2y, trừ z, trừ 1 bằng 0. Nhân hai vế với trừ 1 để cho nó mất chút trừ đi. X cộng 2y cộng z cộng 1 bằng 0. Vậy ta đã có một phương trình, thấy không? Tương tự như vậy, BH nhân với AC, 2 tương đương. Hoành nhân hoành, trừ 2x. Tung nhân tung, y trừ 2. Cao nhân cao, z trừ 2 bằng 0. Như vậy ra phương trình thứ hai đó là gì? Trừ 2x cộng y cộng z trừ 4 bằng 0. Như vậy ra được hai phương trình rồi chứ. Trở lại phương trình thứ ba, chúng ta sẽ viết phương trình mặt phẳng ABC. Nhưng mà lưu ý này, mặt phẳng ABC là đi lấy, thông thường mấy em lấy tích có hướng AB nhân AC để ra vector phát tuyến. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình lại đi tính lại một vector AB nữa ha? Thì mình lấy vector AC với BC cũng được, không nhất thiết phải là AB với là AC. Đó, vector phát tuyến của mặt phẳng ABC n bằng tích có hướng BC với AC. Rồi tính ra coi, ghi thêm cái cột đầu tiên, trừ 1, trừ 2. Hành độ chia hành độ, trừ 1. Tung độ chia tung độ, 3. Cao độ chia cao độ, trừ 5. Xóa này đi. Từ đó ta có được phương trình mặt phẳng ABC là trừ 1, lấy điểm A nha, x trừ 2, x trừ 1 cộng 3, y trừ cho trừ 1, trừ 5, z trừ 0. Rồi thì phân phối ra, trừ x cộng 3y trừ 5z cộng 1 cộng 3 là 4, cộng 4 bằng 0. Đây nhân hai vế với trừ 1 đi. Đây chính là phương trình mặt phẳng ABC. Vậy thì cái điểm H á, nó nằm trên mặt phẳng ABC thì nó thỏa mãn phương trình này. Đó. Như vậy chúng ta kết hợp lại, đặt đây là 4 ha, đặt đây là 5 ha, và đặt đây là 6. Rồi, từ phương trình 4, 5 và 6 ta suy ra được x, y, z. Bấm máy thôi, đúng chưa? Là nhiêu? Mấy? Trừ 8 phần 5 gì nữa? Trừ 1 phần 5, 1. Kết luận vậy, tọa độ điểm H đó
Đó là quy trình một cái bài toán đi tìm tọa độ trực tâm. Thật ra thì nó không khó nhưng mà nó dài. Cái bài này nếu mà ra trắc nghiệm này cũng thuộc dạng là bài... Thôi. Tiếp tục. Cái điểm đặc biệt thứ ba. Đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Giờ ta gọi Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Làm sao để tìm tọa độ điểm Y? Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp thì là phải là cách đều sao? Ba đỉnh ABC. IA, IB, IC. Như vậy ta có hai phương trình. Phương trình đầu tiên là IA bằng IB. Sau đó là IB bằng IC. Còn phương trình thứ ba đâu? Đừng có nói IC bằng IB nha. Rồi đừng nói IC bằng IA nha. Hai cái đó là bằng nhau thì hiển nhiên IC nó bằng IA rồi. Phương trình thứ ba. Nó giống như trường hợp trực tâm hồi nãy đó. Y phải nằm trên mặt phẳng vậy. Y thuộc mặt phẳng ABC. Đó. Rồi ta có đủ 3 phương trình. Rồi ví dụ, tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp. Ngoại tiếp tam giác ABC. Với điểm A. Rồi, làm đi coi. Rồi, trình bày nè. Ta gọi Y có tọa độ XYZ. Nó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Vậy tương đương 3 phương trình. Mình đặt nó là 1, 2, 3 đi.
Thì tính với tôi à. Victor A thì lấy A trừ Y, 3 trừ X, trừ Y, trừ Z. Victor B lấy B trừ Y, 4 C lấy C trừ Y. Rồi, đầu tiên là IA bằng IB. Một tương đương này. Chúng ta bình phương luôn để cho mất căn luôn nha. IA bình bằng IB bình. Thay vì IA là căn bậc 2 của tổng bình phương thì bây giờ bình bình phương luôn, mất cho căn thì còn lại là tổng bình phương thôi. 3 trừ X bình bằng Y bình. Xin lỗi, cộng với Y bình cộng Z bình. IB tổng bình phương X bình cộng 1 trừ Y bình cộng Z bình. Rồi đơn giản đi. Khai triển ra rút gọn. Đọc cho thầy phương trình cuối cùng nha. Mấy x? 6x nhân trừ 1 đi, cộng mấy y? Trừ 2y. Bằng 8 hay là bằng trừ 8? Bằng 8. Rồi, một phương trình. Có thể nhân, có thể chia hai vế cho 2 đi. Rồi. Chia 2 vế cho 2. Vậy là 3x trừ y bằng 4. Tương tự, 2 tương đương IB bình bằng IC bình. IB bình này bằng IC bình. Chỗ này trừ 2 trừ Z bình thì nó cũng bằng là 2 cộng Z bình nha. Rồi đọc cho thầy phương trình cuối cùng. Mấy X? 2Y gì nữa? Bằng trừ 3. Rồi, thế thì chúng ta viết phương trình mặt phẳng ABC. Nhìn mẹ đây. Ở đây cái tam giác ABC, cái ba điểm ABC nó có gì đặc biệt không? Đặc biệt cái gì? Nó nằm trên 30. Khi mà ba điểm nằm trên 30 thì mình viết phương trình mặt phẳng theo vậy. Vì đồng trắng nó sẽ nhanh hơn. Ủa học rồi mà sao nhìn đơ đơ vậy? X chia A, X chia mấy? Chia 3 cộng Y chia 1 cộng Z chia trừ 2 bằng 1. Còn nếu ai không biết thì phải đi tính vector cũng ra thôi. Thì do cái bài này nó đặc biệt cho nên mới viết được nó nhanh như vậy. Nhân 2 vế cho 6. 6 thì còn lại là 2x cộng 6y trừ 3z bằng 6. Vậy là ta có đủ 3 phương trình. Thì đặt đây là phương trình 4, đây là 5 và đây là 6. Từ 4 này, 5 này, 6 này, ta suy ra x, y và z. Rồi bấm rồi.
Số đẹp quá, 135. Phần 98 tiếp. 13 phần 98 tiếp. Quá đẹp. Rồi, nhìn lên. Ở đây cái tam giác ABC á, nó là tam giác bình thường thì mình phải làm thế này rồi, không có cách nào khác. Nhưng mà rõ ràng mấy em thấy không, cái câu này nếu làm trắc nghiệm thì nó hơi mất nhiều thời gian. Vậy cho nên để cho cái nó phù hợp hơn với cái dạng toán là trắc nghiệm á, thì có thể thôi nha, đề sĩ cố tình cho cái tam giác ABC nó đặc biệt. Vậy cho nên đối với những bài toán này, khi chúng ta làm trắc nghiệm, chúng ta nên kiểm tra coi thử là cái tam giác ABC nó có đặc biệt không. Thế nào là những tam giác đặc biệt? Ví dụ nếu mà tam giác ABC mà nó vuông, đặc biệt nha, đặc biệt. Nếu mà tam giác vuông, chẳng hạn như nó vuông tại A chẳng hạn đi, thì tâm đường tròn ngoại tiếp nó nằm ở đâu em? Nó chính là gì? À, trung điểm của cạnh gì? Cạnh huyền, trung điểm BC. Vậy là mình tìm được ngay, đúng không? Nếu tam giác ABC vuông tại A thì Y sẽ là trung điểm của BC. Tất nhiên mình kiểm tra trước, nếu vuông thì mình làm được ngay, không mất nhiều thời gian, còn nếu không thì làm như cũ thôi. Có một trường hợp đặc biệt nữa là tam giác ABC đều. Tam giác đều thì tâm đường tròn ngoại tiếp với lại trực tâm với lại tâm đường tròn nội tiếp gì nó cũng trùng hết một điểm hết á. Đó là điểm gì? Đó chính là trọng tâm luôn. Nếu tam giác ABC đều thì Y trùng H trùng với G. Anh ghi như vậy hiểu nha. Tức là tâm đường tròn ngoại tiếp nó cũng là trọng tâm, trực tâm thì nó cũng là trọng tâm luôn. Nên kiểm tra trước khi làm.